nơi cập nhật những thông tin bóng đá quốc tế mới nhất, nhanh nhất và nóng nhất dành cho người hâm mộ. Trước khi đến với nội dung chính trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ chúng tôi. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Man United bất ngờ tiếp cận Messi. Thẳng tay đuổi Rashford, Ten Hag chiêu mộ truyền nhân của Hà Lan. Ten Hag tức giận đuổi ba cầu thủ khỏi MU. Nhà Glazer chính thức bán Manchester United, người hâm mộ mừng rỡ. Man United bất ngờ tiếp cận Messi. Hiện tại Messi được cho là đang không hạnh phúc sau khi liên tục bị người hâm mộ Paris Saint-Germain chỉ trích trong bối cảnh hợp đồng với đội bóng thủ đô nước Pháp chỉ còn hạn đến tháng 6 năm 2023. Siêu sao người Argentina đang tính đến bước tiếp theo trong sự nghiệp của mình. El Nacional đưa tin, Man United bất ngờ trở thành mục tiêu để chọn ký hợp đồng của siêu sao Messi trong bối cảnh mà giới chủ Qatar chuẩn bị tiếp quản đội chủ sân Old Trafford. Một bản hợp đồng bom tấn tầm cỡ Messi sẽ là một món quà không thể tốt hơn dành cho huấn luyện viên Erik ten Hag. Bên cạnh MU, Barcelona cũng quan tâm đến việc tái hợp với Messi. Thẳng tay đuổi Rashford, Ten Hag chiêu mộ truyền nhân của Hà Lan. Với việc Marcus Rashford vẫn chưa quyết định giãn hợp đồng, MU đang tìm kiếm phương án thay thế trong trường hợp chân sút người Anh ra đi. Oliver Ten Hag được cho là đang để mắt tới Ramos Højlund, người được mệnh danh là Haaland 2.0. Theo Manchester Evening News, MU đang nhắm tới chân sút trẻ Ramos Højlund như một phương án dự phòng trong trường hợp mà tiền đạo Marcus Rashford ra đi. Hiện tại, hợp đồng giữa chân sút người Anh với đội chủ sân Old Trafford chỉ còn hạn tới hè 2024. Học trò huấn luyện viên Ten Hag nhận sự quan tâm từ một số câu lạc bộ lớn, nhưng anh vẫn chưa được ra quyết định cuối cùng. Về phía Højlund, cầu thủ này được mệnh danh là Haaland mới, thì cũng tới từ khu vực Bắc Âu và sở hữu chiều cao khủng lên tới 1m91. Sao trẻ Atalanta có lối chơi đơn giản, lạnh lùng cùng sự nhạy bén trong vòng cấm địa, tương tự như người đàn anh tại Man City. Mới đây, Højlund đã bất ngờ thả thính MU khi thừa nhận anh là một fan cuồng của đội chủ sân Old Trafford. Bây giờ nếu bạn hỏi tôi sẽ không che giấu sự thật rằng tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt Manchester United. Vì vậy, ở phương diện cá nhân, nó sẽ là một trong những giấc mơ lớn nhất đối với tôi, Højlund nói trong buổi phỏng vấn. Theo trên trang Transfermarkt, Højlund hiện đang được định giá khoảng 30 triệu bảng. Nếu muốn chiêu mộ tiền đạo 30 tuổi, MU sẽ vấp phải sự cạnh tranh tới từ Arsenal và Real Madrid trong thương vụ này. Gia nhập Atalanta hè 2022, Højlund nổi lên như một hiện tượng ở Serie A khi đã có 7 bàn thắng sau 23 lần ra sân cho đội bóng này. Vòng loại Euro 2024 vừa qua, chân sút 20 tuổi tiếp tục gây sốt khi ghi tới 5 bàn thắng chỉ sau 2 trận cho đội tuyển Đan Mạch. Ten Hag tức giận đuổi ba cầu thủ khỏi MU. Hiện tại Manchester United đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng bận rộn vào mùa hè tới. Gần đây, một báo cáo từ tờ Athletic cho thấy họ có kế hoạch nâng cấp mạnh mẽ đội hình với 3 tiền vệ chất lượng và ở chiều hướng ngược lại, dự kiến cũng sẽ có không ít cái tên phải bước qua cánh cửa rời khỏi Old Trafford. Huấn luyện viên Erik ten Hag được cho là đã xác định xong 3 cái tên phải thanh lý trong đội 1. Với việc Man United cần dọn đường cho những tân binh đắt giá cập bến. Theo đó, cái tên đầu tiên có khả năng nói lời chia tay với Quỷ Đỏ là Donny van de Beek, người dự kiến sẽ ngồi ngoài đến hết mùa giải năm nay vì chấn thương và chưa từng thể hiện được giá trị của mình kể từ thời điểm chuyển đến sân Old Trafford. Đáng chú ý, cả Harry Maguire lẫn Victor Lindelof cũng được Ten Hag xác định là những nhân tố cần được thải loại, dù trên thực tế họ vẫn là những phương án dự phòng chất lượng dành cho Lisandro Martinez và Rafael Varane. Trên thực tế, bản thân hai trung vệ này có lẽ cũng đã tính đến những chuyện rời đi để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn. Nhà Glazer chính thức bán Manchester United, người hâm mộ mừng rỡ. Nhà Glazer, chủ sở hữu của Manchester United khẳng định họ vẫn có tư tưởng cởi mở và chưa quyết định được việc có ở lại sân Old Trafford hay không. Vào tháng 11 năm 2022, các ông chủ người Mỹ xác nhận rằng đã sẵn sàng bán Manchester United. Hiện tại, tỷ phú Sergei Sim của Qatar và Sir Jim Ratcliffe của Anh được cho là ứng viên hàng đầu trong cuộc đua mua lại Manchester United. Nhưng gia đình nhà Glazer muốn có tới 6 tỷ bảng để rời khỏi câu lạc bộ. Điều này dẫn đến tương lai Manchester United đang trong tình trạng không rõ ràng. Nhiều người hâm mộ Quỷ Đỏ lo ngại rằng nhà Glazer sẽ ở lại câu lạc bộ, đặc biệt là khi hai anh em Joey và Avram Glazer có ý định mở rộng khoản đầu tư từ nguồn bên ngoài. Tuy nhiên, theo tờ Telegraph, gia đình Glazer phản hồi tin đồn sẽ ở lại Manchester United bằng cách khẳng định họ cam kết tiếp tục theo đuổi tất cả phương án hiện có. Thông tin này khiến người hâm mộ mừng rỡ. Theo Telegraph cho biết, chìa khóa trong thương vụ này là mức giá và các bên quan tâm sẵn sàng trả để mua lại Manchester United. Cả Sir Jim Ratcliffe và Sergei Sim đều đã đưa ra lời đề nghị trị giá khoảng 5 tỷ bảng Anh. Thế nhưng, nhà Glazer cảm thấy có thể nhận được nhiều hơn thế và đang tìm kiếm số tiền lên tới 6 tỷ bảng để ra đi. Manchester United cũng được tiếp cận bởi Elliott Management, quỹ phòng hộ lớn của Mỹ, trước đây từng sở hữu AC Milan. Elliott Management chỉ muốn mua lại cổ phần Manchester United, song chưa rõ liệu đề xuất từ quỹ phòng hộ này có đủ lớn hay không. Manchester United vừa ghi nhận lợi nhuận dòng hàng quý lần đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020. Nếu việc tiếp quản không còn nợ diễn ra, Quỷ Đỏ có thể tiết kiệm được tới 45 triệu bảng mỗi năm do không phải chi tiền do lãi suất, trả nợ hoặc chi trả cổ tức. Tất cả nhà đầu tư đều mong đợi Rain Group, công ty giám sát quá trình mua lại Manchester United, sẽ liên hệ sớm. MU đã từ chối một lời đề nghị khác từ Thomas Zilakus của Phần Lan.
doanh nhân công nghệ công khai kế hoạch của riêng mình cho câu lạc bộ. Thomas Ziliakus đã nộp hai hồ sơ dự thầu để tiếp quản đội chủ sân Old Trafford. Điều khác biệt với Sir Jim Ratcliffe và Sir Jay Sim là Thomas Ziliakus dự định cho phép người hâm mộ trở thành đồng sở hữu Manchester United. Ông nói bất kỳ câu lạc bộ thể thao nào cuối cùng cũng phải thuộc về người hâm mộ. Mọi thứ diễn ra hiện nay nơi các tỷ phú và nhà lãnh đạo chính trị tiếp quản các câu lạc bộ và kiểm soát chúng như sân chơi cá nhân của họ không phải là một xu hướng lành mạnh. Thomas Ziliakus đã liên hệ với hai đối thủ cạnh tranh của mình để cùng đấu thầu. Doanh nhân 69 tuổi nói với tờ The Straits Times: "Tất cả chúng tôi sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền, chúng tôi có thể sử dụng số tiền tiết kiệm được vì lợi ích của câu lạc bộ." Thế nhưng, Sir Jim Ratcliffe và Sir Jay Sim không chấp nhận lời đề nghị của Thomas Ziliakus. Thomas Ziliakus nói: "Cả cuộc đời mình tôi đã hình thành những ý tưởng vấp phải sự hoài nghi. Khoảng năm 2003, khi gặp một công ty để bàn về phương tiện điện thoại di động, tôi đã nói với họ rằng chẳng bao lâu nữa thế giới sẽ xem phim và chương trình TV trên thiết bị của họ. Phản ứng của họ là gã này thật điên rồi. Đó là lý do tại sao tôi hiểu mọi người hoài nghi về kế hoạch của tôi dành cho Manchester United. Ví dụ từ thời gian làm việc ở châu Á, tôi biết rằng Manchester United có lượng người hâm mộ khổng lồ ở khu vực đó trên thế giới. Tôi xuất thân với nền tảng công nghệ và đã thành lập một số công ty sản xuất các giải pháp tiên tiến cho điện thoại di động, máy tính xách tay và trực tuyến. Tôi đã nói chuyện với nhóm kỹ thuật của mình về Manchester United. Có rất nhiều cơ hội mới và thú vị sẽ mở ra cho câu lạc bộ để tiếp cận với các cổ động viên tại Singapore, Nigeria hoặc Mỹ. Nếu bạn có nửa tỷ người hâm mộ và tính phí họ $3 cho một đăng ký hàng năm, điều đó tương đương với $1.5 tỷ sẽ được chuyển thẳng vào câu lạc bộ. Tôi không phải là Sir Jay Sim, cũng không phải là người giàu nhất Vương quốc Anh, nhưng tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực mình chọn và tôi hiểu các khả năng. Đó chỉ là một ý tưởng mà tôi có." Vào năm 1986, khi còn lãnh đạo bộ phận truyền thông toàn cầu của Nokia, Thomas Ziliakus đã đến Singapore để trở thành người đứng đầu của khu vực châu Á Thái Bình Dương và giám đốc điều hành chi nhánh Đông Nam Á của hãng điện thoại di động vang bóng một thời. Không chỉ bị thu hút bởi tiềm năng phát triển ở khu vực này, Thomas Ziliakus còn tìm thấy tình yêu khi gặp người vợ Nhật Bản của mình ở Singapore vào năm 1993. Họ kết hôn và có hai con gái. Trước khi đến Singapore, Thomas Ziliakus là chủ tịch câu lạc bộ HJK, từng 32 lần vô địch Phần Lan. Trong nhiệm kỳ của ông từ năm 1982 đến năm 1986, HJK đã giành được một chức vô địch quốc gia và một cúp quốc nội, đồng thời đánh bại Liverpool ở trận lượt đi vòng 2 cúp C1 châu Âu năm 1982. Manchester United thuộc sở hữu của nhà Glazer kể từ năm 2005. Khi đó đã 5 lần vô địch Premier League trong 8 năm sau đó, nhưng vẫn chưa thể nào giành lại vương miện kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013.